Chiều ngày 1 tháng 11, Ủy ban nhân dân quận phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tới thăm trao tặng sổ tiết kiệm cho hai trẻ mồ côi tại tổ dân phố Hạnh Phúc phường Tràng Minh. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Thuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, đồng chí Nguyễn Phong Doanh, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân quận, đồng chí Trần Duy Tưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tràng Minh. Cháu Nguyễn Thị Phương Linh sinh năm 2008 hiện đang học tại trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo An Lão và em trai là cháu Nguyễn Trung Nam sinh năm 2012 hiện đang học tại trường Trung học cơ sở Bắc Hà. Năm 2020, bố hai cháu qua đời vì bệnh ung thư. Nỗi đau vẫn chưa dừng lại ở đó khi tháng 10 năm 2024, mẹ cháu sau trận sốt cao cũng đã không qua khỏi. Mất cả bố lẫn mẹ chỉ trong 4 năm khiến hoàn cảnh hai cháu gặp rất nhiều khó khăn. Hiện hai cháu đang ở với bà ngoại đã ngoài 80 tuổi, sức khỏe cũng yếu cảm thông chia sẻ với những khó khăn mất mát của hai cháu, quận đã quyết định trích quỹ vì người nghèo, trao sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng cho hai cháu, động viên hai cháu vượt qua khó khăn, cố gắng phấn đấu học tập tốt. Ngoài ra, quận cũng đã chỉ đạo nhanh chóng làm hồ sơ trợ cấp trẻ mồ côi, trị giá 1 triệu 050 nghìn đồng một cháu một tháng để phần nào hỗ trợ giúp các cháu trong cuộc sống cũng như trong học tập.